Nhà đất Hồng Sơn, mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng gặp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu đúc 3 tấm có địa chỉ tại trung tâm thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nhà này có diện tích chiều ngang 4m, chiều dài 19m, nhà có hướng đông nam, mát mẻ. Phía trên đây là khu vực mặt tiền của căn nhà. Nhà này được nằm trong một khu dân cư cao cấp, xây dựng đồng bộ một trệt hai lầu hết quý vị nhé. Nhà gần với ngã tư Chiêu Liêu, gần ngã ba Cây Điệp, gần đường Lê Hồng Phong. Và đây là căn nhà này. Căn nhà có số nhà 47 đây quý vị nhé. Nhà có hướng đông nam, có con đường phía trước rộng tầm khoảng 14-15m cả về hè đây quý vị. Lòng đường rộng tầm khoảng 10m, về hè mỗi bên là 3m đây quý vị nhé. Một vị trí đường xá rộng rãi, thông thoáng, sạch sẽ ở khu vực này. Và đây là con đường ngược lại này. Đường rất là rộng quý vị nha. Công năng sử dụng căn nhà này gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà có 4 phòng ngủ và có 4 phòng vệ sinh, cộng với phòng giặt, phòng thờ và ban công, sân thượng phía trước. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà một lần nữa rồi cùng Hồng Sơn vào trong ta tham quan chi tiết ở trong. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Mặt tiền thì được chủ nhà ốp gạch lên tới trên, số nhà 47 đây quý vị nhé. Nhà mới 100%. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài mình có một lớp cửa cuốn đức, phía trong có thêm một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Trong đây là khu vực sân đậu xe hơi, rồi tới phòng khách và phòng bếp. Nhà ngang 4, dài 19m đúng, tổng là 76m², sổ Hồng Diên, thổ cư 100%. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này, liên hệ với Hồng Sơn theo số 0973 114 255. Hẹn gặp Hồng Sơn ở ngã 3 Cây Điệp hoặc là ngã 4 Chiêu Liêu, hoặc là vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Khu vực phòng khách thì được chủ nhà đề co sẵn một bộ sofa da ở khu vực này. Và bên đây thì mình có khu vực kệ tivi. Vách hai bên thì được chủ nhà đề co những mảng nhựa vân ná cũng như là vân gỗ đây quý vị nhé. Phía trên có quạt trần Panasonic ở trên. Mình cùng di chuyển vào trong là khu vực phòng bếp. Phòng bếp khá là rộng luôn. Mình kê bàn ăn 6 ghế hoặc là 8 ghế rộng rãi. Ở đây thì mình có thể kê được một chiếc phản ở đây nữa quý vị nhé. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới, phía trên có quạt trần ở đây. Phía cuối là khu vực giếng trời cũng như là phòng vệ sinh ở tầng trệt. Đây mình có giếng trời nha quý vị. Đây là khu vực phòng vệ sinh tầng trệt. Tổng nhà này có 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi cùng Hồng Sơn lên lầu trên ta tham quan khu vực lầu trên. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Di An, thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thủ Đức. Hồng Sơn nhận review miễn phí luôn. Quý vị đang có nhu cầu cần bán nhà hoặc là cần mua nhà, hãy liên hệ với Hồng Sơn để trao đổi trực tiếp. Và Hồng Sơn đăng giá chính chủ đưa ra, không đăng thêm đăng bớt quý vị nhé. Lầu trên có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng trong phòng. Đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi. Cửa thì được chủ nhà làm cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ hai. Đây mình có phòng vệ sinh nhà riêng trong phòng ngủ thứ hai đây quý vị. Và phòng ngủ này rất là rộng nha. Phòng ngủ cực kỳ rộng luôn. Đây. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn để xem trực tiếp căn nhà này. Nhà một trệt hai lầu, ngang 4, dài 19m. Địa chỉ tại
phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gần với vòng xoay An Phú, gần với đường Lê Hồng Phong, gần ngã tư Chiêu Liêu. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Nhà này phòng ngủ nào cũng rộng rãi quý vị. Và đây là khu vực kê máy giặt, phơi đồ ở đây. Và đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà. Nhà này 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Và đây là phòng ngủ thứ tư quý vị này. Phòng ngủ thứ tư ở đây nhé. Và đây là phòng thờ phía trước. Phòng thờ rộng rãi ở khu vực này. Một căn nhà ngang 4, dài 19 mét, có địa chỉ tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Gần ngã tư Chiêu Liêu, gần ngã ba Cây Điệp, gần ngã ba Ông Xã và ngã tư ngã 6 An Phú. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để xem trực tiếp căn nhà này. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.